Em muốn hỏi các em được không? Đi được. Sinh viên đại học. Đại học ở đâu? Đại học Kinh. Cao đẳng. Em biết vào hồi Nhật Bản không? Em cũng biết sơ sơ qua kiểu là em thấy trên mạng thì qua anime hoặc là mấy cái như là sushi hay là ấm hợp bên đó. Em thích anime nào? Em thích anime như là Naruto hay là Naruto. Doraemon và Conan. Conan. Tương xem Conan. Món ăn Nhật Bản thì em thích nhất là sushi. Cá hồi. Em biết là tiếng Nhật là em ít ấy, là em chưa biết tiếng Nhật nhưng mà qua những bộ anime nó có việc sắp gì đó thì em có khi xem Naruto á là phụ đề là Việt Nam nghe là tiếng Nhật á. Tôi là nhỏ tiếng Nhật không? Không nhớ từ tiếng Nhật không. Em cũng không có nhớ nhiều. Nói nhiều không sao cả, ví dụ là Ohayo, arigato. Biết không? Dạ biết. Tại sao em quay video về chuyển xe? Dạ vâng, tại đây là cái bài học kết thúc môn của em thì em muốn quay về một cái dịch vụ công cộng mà nó tốt cho người Việt và kiểu quảng bá nó đi cho nhiều người biết đến nó hơn. Có nhiều người Việt Nam sử dụng chuyển xe này đúng không? Có. Tại vì giờ này là cái cầm nó cũng giờ này là các học sinh với người ta còn đi làm nó chưa ra đây nhiều. Ít. Chăm xe là? Chăm xe là trung tâm Sài Gòn thôi á. Không kể là đi xa à? Thật ra là ở đây thì ở bên kia nó có các bạn là ở đây nó có đến 43 trạm xe giống như Trang vậy. 43 trạm. Nhưng mà tất cả trạm là có ở trung tâm Sài Gòn á. Dạ, quang 1, quang 2 á. Dạ, mấy tất cả các trạm thì ở trung tâm Sài Gòn á. Không kể đi xa được nha. Thì là đi mình có thể thuê xe đạp ở đây đi đâu cũng được, nhưng mà khi mà mình trả xe thì phải về những trạm đã quy định trên bản đồ để trả. Okay. Cảm ơn em. Cảm ơn nha. Xin chào. Dạ. Hai em là sinh viên của em. Sinh là bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 19 ạ. 19? Dạ. 19 tuổi. Dạ, cũng như vậy luôn ạ. À. 19. Dạ, 19 là. Shisuke bao nhiêu tuổi? 39 tuổi. Dạ. Dạ rồi. Dạ, dạ rồi. Nó như bánh đẹp. Cảm ơn nha. Shisuke muốn hỏi về Nhật Bản. Hai em biết về Nhật Bản không? Cái gì? Kimono. À, kimono. Đồ, yeah. Đồ ăn nữa. Sushi này. À, sushi. Đồ ăn là sushi. Sakura. Sakura. Anime. Anime. Yeah. Em biết anime nào? Anime gì? Naruto này. One Piece. Doraemon. Em biết môn gì? Trong Nhật Bản. Anime Bản. Sushi. Yeah. Sushi là cái gì? Cá hồi. Ramen. Ramen. Yeah. Mì ramen. Yeah. Vị như thế nào? Có nhiều vị, vị muối, vị miso, vị thịt heo xương. Miso. À, miso. Yeah. Em có bạn người Nhật không? Chưa. Chưa có. Em thấy người Nhật lần đầu tiên. Dạ, lần đầu tiên. Hai em biết từ tiếng Nhật không? Sensei. Dạ. いただきます. いただきます. お兄ちゃん, お姉ちゃん. お兄ちゃん, お姉ちゃん. Yeah. 最初, can be too nice. Anime. Anime, ne. Sensei là chắc chắn có trong Doraemon. Nobita nói sensei. Arigato. Hay quá. Anh tưởng Nhật Bản là cái gì? Sakura với kimono. Cảm thấy thế nào? Là nhẹ nhàng, không tốt, đẹp đấy ạ. À, đẹp. Còn em? Nghĩ tới Nhật Bản á, em nghĩ tới gì ạ? Là, em nghĩ là anime đấy. Tại vì là kiểu là các bạn em rất là hay xem anime chung với nhau. Hay em muốn đi du lịch Nhật Bản. Có chứ, có cơ hội đi qua. Đi đâu? Em sẽ đến Osaka với Tokyo. Osaka và Tokyo. Cảm ơn em. Cảm ơn. Anime の力すごいね. Anime のおかげで日本語も知ってくれてさ。いただきますの気持ちが伝わってるのめっちゃなんか嬉しかったよ。じゃあ。Dạ. Các em bao nhiêu tuổi? Dạ, 19 tuổi. 19 tuổi? Dạ. Sinh viên đại học? Dạ.
đại học tiền gì? Cao đẳng kinh tế đối ngoại. À, cao đẳng kinh tế. Muốn hỏi về Nhật Bản. Anh từng Nhật Bản. Đẹp là cái gì? Kimono. À, kimono đấy. Kimono. Còn em? Dạ là đồ ăn ngon ạ. À, đồ ăn. Em thích nhất là cái gì? Dạ, sushi. Sushi. Loại cá nào ạ? À, loại cá nè. Cá hồi. Ăn cá hồi chưa? Dạ, một lần. Ăn một lần? Ngon không? Ngon. Còn em? À, thích về phong cảnh. phong cảnh có mấy cái nhóm nhạc nhảy rất là dễ thương. Chị không biết tên, chị coi. À, biết bài hát nào ạ? Bài hát không nhớ. Coi trên TV thôi á. Không có, chỉ nghe, không có nhớ tên. Thì em không biết, em chỉ coi một ít phim rồi thôi. Cái phim hoạt hình anime rồi đó. Anime? Yeah. Anime thích nhất là cái gì? Your Name á. À, Your Name, Kimono. Dạ. Bài hát cũng hay, bài hát cũng hay, bài hát cũng hay. Coi nào. Dạ, phim hả? Ờ, phim dạ. Lâu đài di động của không? Lâu đài di động của khách chưa không? Nội dung là... Nội dung cái gì vậy? Bây giờ không biết diễn tả sẽ nó dài. Dạ, bộ phim đó nó dài hả? Em không biết diễn tả. Conan. Kimetsu. Nihon Kimetsu no Yaiba. Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba. Yeah. Yeah. Ah, Minh Hoàng. Yeah. Oh! Cầm tay chế nào? xem chưa ありがとう。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 
だから覚えてなかったりとかするけど、まあ、触れてはいると文化にね。そうじゃない。だ今のところさ、だからそのアニメ、そのなんかナルトとかコナン、まあ、ドラえもんとか寿司。だからこれだけじゃないぞっていうところを見せていかなんと思うね。そうね。日付ビッカケンバンフォニャバンフィルムアニメ漫画ドアン今新しいスケモンゾイっていう本ヌー日本バイハッコンピューコンピューパタンウィーニャッいいねうんオッケー新しいティップトックインタビューニャバイバイ。ライダンフォーギャッコンフォーギャッコンフォーギャッライダン